Hello, xin chào mọi người nha. Thì lâu rồi mình chưa làm những cái vlog về ráp xe này kia đúng không mọi người? Thì hôm nay mình đang tiến hành ráp một chiếc quay alpha nhỏ. Quay này quay lốc trắng lên lốc đen và làm tự toàn bộ cái sườn luôn á. Thì nhân dịp một lần cũng rảnh rỗi và cũng muốn cho anh em coi lại quá trình ráp của mình như thế nào và đồ chi tiết nó ra như thế nào, thì hôm nay mình quay lại cho anh em coi. Thì mong anh em coi để biết được cái quá trình ráp của mình cũng như là những cái món đồ mình mua trên con xe này như thế nào nha. Thì mình nói trước với anh em luôn ha, mình ở đây không phải là làm một cái gì đó gọi là một cái quá gọi là chuyên nghiệp. Ở đây mình làm rất là bình thường, mình làm ở nhà tiệm mình, ở dưới đầu có cái nhà của mình thôi ha. Thì mình gọi là anh em muốn một cái sự chuyên nghiệp hay một cái sự rồ gì đó thì anh em có thể xem những cái shop khác hoặc quật khác gì nó ha. Mình ở đây mình làm bằng cái tâm của mình, làm bằng cái sự đam mê của mình và hết hiểu biết của mình, dồn hết tình cảm vào con xe. Với mỗi chủ xe, với mỗi con xe đều mình dồn hết tình cảm và tâm huyết của mình vào đó hết. Những cái gì hiểu biết mình đều áp dụng hết vào cái con xe này. Chứ anh em cần mình những thứ một cái gọi là quá chuyên nghiệp, ví dụ như ốc ác rồi cái này kia, nó phải vô đó dặn như thế nào, phải có càng siết lực dặn đủ bao nhiêu lực hoặc là làm như thế nào ở đó, thì cái đó thì anh em có thể qua những cái shop gọi là chuyên nghiệp hơn xem, ví dụ như phố đề can này hay mà ở những cái tiệm khác, những cái tiệm lâu năm rồi thì nó người ta có tiền, người ta đầu tư vào những cái càng siết lực hoặc là những cái máy móc thiết bị hiện đại hơn. Ở đây mình dọn xe một cách rất là bình dân bình thường, không quay hết, nhưng mà mình làm hết bằng cái tâm cái tình của mình ha. Thì anh em đừng có nghĩ là mình phải cần quá chuyên nghiệp gì hết, nói chung là một con xe mình dồn hết tình cảm đó và anh em thấy được cái độ hoàn hảo. Nói chung là làm chắc chắn là một con xe không có nào hoàn hảo 100% được rồi, nhưng mà cố gắng làm hoàn hảo nhất có thể. Thì cái con quay này nè, mình đang tiến hành ráp thì mình sẽ vô gập bánh anh em. Bánh này thì bánh niền trước sau đều là hai mới hết, và rút căm lại là căm chrome nha, niền trước 1.2 niền sau 1.4, mình đang sạn vô vỏ luôn. Thì bạc đạn xe này còn ngon còn cứng nhắc luôn, mình không có hai bạc đạn nha, đó hai cặp niền đó, cao su đùm này kia thì hết, bạc đạn thì còn cứng, niền hai mới nè. Niền này rút căm tiền công rất là cao nha anh em, tại vì căm này căm chrome, niền này không vừa phải đi hở rút căm phải khoan nữa, cho nên hiệu căm này hơi cao hơn một xí so với những cái bộ bình thường. Rồi còn phần khung sườn anh em thấy ha, xe này là sơn là hoàn toàn bằng khung sườn hết, và cái khung sườn này anh em có thấy được đó là cái màu này là nó hơi đậm hơn số một trên tí, nó vẫn đúng màu là màu xám mà xám ngã xanh xanh tí đó anh em, nhưng mà nó hơi đậm hơn tí chứ nó không phải hoàn toàn giống 100% cái màu sườn riêng. Hồi sơn mình đợt này sơn cái màu đậm hơn một tí nhưng mà vẫn cái đúng màu nha, không phải là màu xám nha, hình như là có hai màu nha anh em. Ở đây thì những cái món đồ hãng là xe này cũng khá là nhiều anh em, xe này dọn cũng rất là chi tiết luôn á. Ở đây là bộ ốc xi hang, phần kia mình nói là máy thì dạng nào bên trên kia mình chưa đắp máy, mình sẽ tiến hành vô vỏ. Vỏ thì mình đi vỏ Michelin 60 90. Buồn cho những chủ xe đang ở trong cái tình trạng này, đó chính là tình hình đang dịch bệnh và tình hình hàng tăng giá rất nhiều. Vỏ Michelin này mình cũng mới báo nhận luôn, tăng giá 17% so với ban đầu anh em. Đó, cái tình hình mùa dịch này dọn xe khá là tăng là khổ luôn. Khổ một cái là cái mình dọn xe tự nhiên giá cũng tăng, mình cũng ngại với khách. Cái hai là anh em cũng phải chịu thiệt, mình cũng đâu muốn đâu. Rồi thì xe này thì hao hết dàn áo, dàn áo mình chưa lấy về tại vì còn thiếu. Pha đèn thì lấy về nè, pha đèn mới nè, đồ hãng ha, cặp phuộc nha, phuộc sau, cặp phuộc sau nè, rồi tay giác sau cũng là hai mới luôn đó ha. Mình kiểm tra, anh em kiểm tra cái tem này ha, nhiều khi sợ nhiều khi nó giả nữa nha. Rồi cách kiểm tra thì mỗi anh em có mỗi cách riêng nhận biết ha. Đó thì nói chung á, mình bán á, đồ thì phải là đồ hãng mình mới chịu nha, đồ mà đồ đồ ấy là mình không ấy, cái nào lô thì nó lô, cái nào hãng nó hãng, đơn vậy đi. Đồ mà còn mà đồ lô mà nói mình đồ hãng là mình nghĩ cha rồi, mình cặp luôn á. Đó như đây đồng hồ. Đấy, đồng hồ của anh pha mới luôn nha. Mình không có nhận tua đồng hồ ha. Anh em mua hai đồng hồ thấy mình không nhận tua đồng hồ. Rồi, ruột là mình cũng đi ruột xịn luôn, không đi ruột giảm nha. IRC quẹ, không đi cao su rồi nghe.
Rồi bóng đèn này thì mãi mua nhầm rồi. Mình là kiếm bóng hãng chưa có, mình cứ để cái đáy bóng này, cái bóng này bóng bóng lô nè, bóng thường đó. Rồi dây đèn pha đi pha trước, bóng này đi dưới pha nè. Rồi ron thì cũng phải xài ron hãng nha, không có xài ron hô. Nhôm sinh dĩa thì mình thấy cái bộ tô ra này là ok anh em, nếu những cái xe thông dụng này mình thấy bộ tô ra thì sẽ ok nè. Tô ra hoặc mặt trời mình thấy mình chạy hôm nay mình thấy tô ra cũng khá là ổn. Mút mút này mút thường không phải mút hãng nha, mút này mút lọc gió thường à đó, mút lọc gió nè. Rồi nè anh em cho nữa ha, cái dây stop chân, dây stop chân này mã KSR, cái mã gì ta, dây stop chân. Cái này nhiều khi là không sợ không đúng của thằng quay alpha đó, ăn thua nha. Cái chui này anh em, cái có hoạt động như nhau và ăn thua cái chui này nha đó. Rồi chống, chống đứng với chống nghiêng luôn cái loại xo nè. Rồi cao su đùm sao đó, này thấy không, bộ bao tay. Dây xăng thì không có dây xăng hãng, mình chỉ có xài dây xăng Thái nè, mà lọc thì lọc hãng nha, lọc phải lọc hãng dây xăng Thái ha. Bộ bao tay thiếu hên cái rồi nè. Rồi cái thâm nhớt nè, rồi thâm sơn nè, rồi phốt bánh trước nè, cầu chì, phốt má đùm nè, rồi dây ga, dây e, phốt củi, phốt nồi ha, dây ga dây e nè, dây hắn trước nè, bộ tay còn cái nè, rồi đó nè, rồi cái này là dây hắn trước là dây cơ mét. Rồi nắp nồi này cũng hay luôn, nắp nồi chủ xe bị gãy bể rồi. Cao su bộ các chân sau đó nè, thấy không. Rồi bộ cái mica đèn lái sau nè, mica đèn lái sau với lại hai cái miếng tăng sơn, hai miếng tăng sơn chủ xe nó hơi xấu, hai tăng sơn miếng tăng sơn đó. Không biết còn gì không? Còn nhiều đồ lắm, còn một số món mặt giặt nữa mà mình chưa có lấy về được đó, là còn nó còn thiếu. Thì để đây đi, để trong chạy đó này thấy ha. Thì một xe dọn mà dọn full nó không phải đơn giản là chỉ vậy đâu ha. Có những xe nó còn bị hư bạc đạn, xe còn có đã hai chén cổ này kia nó làm hết rồi luôn ha. Có những xe nó còn bị bạc đạn nữa nè, ống chỉ rồi đủ hước thì đắt hết, cho nên không đơn giản đâu. Tại vì nếu mà dọn một lần rồi á thì mình đã gỡ ra rồi thì mình làm cho tới luôn. Ở đây Phúc làm vậy anh em chơi mắc hay rẻ gì thì đó thì tùy anh em. Giá thì mình có nói rõ ràng ở trên đấy hết, một con xe gì thì bao nhiêu tiền hết đó, anh em có thể tham khảo ha. Nhưng mà trong cái tình hình mùa dịch bệnh như thế này á, thật sự là giá nó tăng mình không có mong muốn đâu nha anh em. Đó là nó tăng nhưng mà mình tăng nha, phụ tụng nó tăng, tại vì người ta vận chuyển này kia không được, cái hàng nó cũng bắt đầu khan hiếm tùm lum hết rồi đó. Anh em thấy được ha. Thì còn gì nữa không ta, xe này thì sơn lốc đen nè, bộ phận lốc này kia biết là thấy rõ không á, mình để em bụi nó một đèn. Những cái món này chi tiết được sơn giặt hết rồi. Cặp tay dưới ở đây cũng là mua một cái cặp tay mới xong mà sơn lại cho nó hợp màu luôn. Có cái đầm này còn con cóc. Rồi thì còn những cái mấy cái bộ phận mà cũ mua mà có thể khó có hàng hoặc là còn sử dụng được thì sẽ rửa lại, ví dụ như cái lọc bầu lọc gió nè đó, mình sẽ thay mút vô và rửa lại ha. Này thấy rửa đen đây nè, đèn hậu lúc đầu nó đen nè và sau khi rửa lại nó sẽ đen như thế này. Và cái đèn hậu này á, thì ở trong đây nó còn đẹp, mình chỉ cần thay cái mica phía sau đó. Rồi bóng đèn xi nhan này mình kiểm tra lại, mình thay lại rửa sạch sẽ lại những cái bộ phận này mình chưa rửa. Xe này nó còn cái bộ công tắc này cũng rất là mắc đó, nhưng mà công tắc này cũng còn ok, mình sử dụng lại nó không bị hư hao hết, cái cũ thôi. Xe này nếu mà muốn mà ngon nữa thì đẩy hai nguyên bộ máy và công tắc luôn, riêng tại vì riêng cái bộ công tắc bên trái thôi nó cũng khá là mắc thôi. Đó, những cái bộ phận Ford này thì mình cái nào coi được hai. Rồi đây là còn bộ báo xăng nữa, này mình sẽ rửa lại hết. Đó, bố hắn của chủ xe thì còn ok anh em thấy không, mình không có hai này ha, bố hắn trước sau còn dày, đó là không hay. Anh chứ không phải đụng cái nào cũng hay anh em. Dây stop tay.
Rồi hiện giờ là mình tiến hành mình vô cặp bánh cho đứng cho dẫn xe lên trước, sau đó rồi tiến hành lên cục máy, rồi tiến hành nổ máy này kia là xong. Xe này chỉ còn thiếu đồ của cây bô với dàn áo nữa là hoàn thành. Đó, ổ khóa thì dạ, chủ xe kêu xài ổ khóa cũ nha, còn cặp gù nữa, thiếu cặp gù nữa. Rồi vậy thì cái video mình kết thúc tại đây được rồi, nó cũng dài quá rồi, thì cái quá trình ráp thì nó cũng bình thường, em thì mình cũng sẽ quay lại cho anh em coi full cái quá trình ráp của mình bằng cách tua nhanh, nhưng mà thì anh em nào coi được thì xem được thì mình sẽ up tiếp, hay mình thấy ổn thì up tiếp, không ổn thì nếu mà nhàm chán quá không có gì hết thì mình khỏi up. Vậy nha anh em, thì mình kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn xem hết video ha. Anh em nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Có xe thì cứ gửi mình dọn, liên hệ mình qua số Zalo bên dưới. Mình có một điều nói luôn, ví dụ như là những cái cần chi tiết nè, mình rất thích những cái cần giò đạp với lại cần số với các chân này là xi bóng nha. Cho nên ví dụ như những cái xe Future Neo trước mà nó màu riêng nó là màu đen, nhưng mình vẫn thích đi xi bóng, thì xi bóng nhìn cho nó sáng xe ha. Đó vậy ha. Rồi thôi mình kết thúc tại đây nha. Ba anh em hẹn anh em cái video tiếp theo nha.